Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua chúng ta đã đến với tập 1 của Truyện Ma Làng Quê trong giai đoạn nông thôn đổi mới, 5 tấm ảnh thờ của tác giả Lê Tuấn Vũ. Chúng ta đã thấy được một cái miền quê đang dần dần bị cuốn theo cái dòng chảy của xã hội hiện đại hóa, công nghiệp hóa, khi mà rất nhiều khu công nghiệp được đưa về vùng nông thôn để xây dựng, để thay đổi cái bộ mặt của nông thôn. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người ở vùng quê đó sẽ có được những cái lợi ích riêng, là thứ nhất là được đền bù đất, thứ hai là được đền bù rất nhiều thứ khác kèm theo. Có những người thì nhờ đó mà đổi đời, nhưng có những người vì đó mà cuộc đời thay đổi. Gia đình nhà ông Phú này thì có thể nói là từ cha cho đến con, nói thật là ai cũng tham. Nhưng mà cái kẻ đầu óc nhất là Báu. Báu nó đã bày ra một cách là, bởi vì họ đền bù mộ, thế cho nên là đi đào mộ hoang về để chôn ở nhà mình để lấy đền bù. Và vô tình có lẽ là họ đã động đến một cái thứ không nên động. Đã có hai mạng người nằm xuống. Và chúng ta sẽ tiếp tục xem là cái câu chuyện nó diễn ra như thế nào đối với gia đình nhà ông Phú, đối với những đứa con nhà của ông Phú, khi mà đồng tiền nó đã làm thay đổi cả con người về mặt thực tế lẫn mặt tâm linh. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video, để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của 5 tấm ảnh thờ, tác giả Lê Tuấn Vũ. Đêm hôm ấy, trong căn buồng ngủ bên cạnh nhà chính, bà Phú giật mình ngồi bật dậy bàng hoàng, đưa mắt nhìn ra tứ phía xung quanh. Không gian nhuộm một màu tăm tối. Bà ú ớ gào thét trong giấc mơ, bà vùng vẫy dãy giụa một cách kinh hãi. Phải đến mấy phút mới mở được mắt ra tỉnh giấc. Bà chống tay xuống giường, sống lưng của bà lạnh như ngâm nước đá. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập như sắp sửa phá bung lồng ngực. Bà Phú đặt một tay lên ngực cố trấn tĩnh tinh thần, bình tâm nhớ lại những chi tiết rùng rợn vừa diễn ra. Bên cạnh bà, trong cái màn tuyên màu cháo lòng, ông Phú vẫn ngủ say, không hề hay biết những điều kỳ quái vừa xảy ra với vợ. Ông nằm nghiêng, quay lưng về phía bà, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Hơi thở đều đều khò khè của ông chứng tỏ là ông vẫn còn đang say giấc. Bà Phú khẽ trở mình, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở nơi đây chỉ mới vài phút trước, trong cơn ác mộng, bà đã nhìn thấy thằng Bối lặng lẽ đứng đó. Khuôn mặt của con trai bà đêm nay, nó bỗng nhiên tái xanh kỳ lạ, nom hốc hác đến thảm thương. Thằng Bối đứng từ xa cách cửa sổ chừng vài ba mét, ánh mắt đượm buồn nhìn vào trong. Thỉnh thoảng những giọt nước từ trên tóc, từ trên quần áo rỉ ra, nhỏ tong tỏng ở trên nền gạch. Từ hai bên khóe mắt, đôi dòng lệ ứa xuống tràn đầy bên gò má. Bối nhìn mẹ, khuôn mặt sầu thảm. Lặng đi một lúc, nó mới lên tiếng. Mẹ ơi, con chết rồi. Mẹ đưa xác con về mẹ ơi. Trong giấc mơ, bà Phú cứ như là người bị cấm khẩu, ngồi trên giường vịn tay vào chấn song, miệng không thốt lên thành tiếng. Bà bất lực nhìn thằng Bối quay lưng lầm lũi đi về phía cổng nhà, sau khi để lại vài lời trăng trối. Còn lại bà Phú ở đằng sau quần quại khóc lóc vì sự ra đi bất thường của con. Bà định gọi ông Phú nhưng thấy chồng mình vẫn ngủ say, cho nên đành bấm bụng nằm xuống, tự nhủ lòng mình đó chỉ là một cơn mơ. Hơn nữa bà vẫn còn giận chồng sau cái trận cãi vã chiều nay. Bà cũng không muốn gọi ông dậy.
Có lẽ tại những tin đồn xung quanh công việc của hai anh con khiến cho bà lo lắng mà sinh mơ mộng. Chứ thằng bối thì lúc nào mà chẳng đi cùng anh nó, không thể xảy ra điều bất trắc được. Nghĩ vậy bà chớp mắt thở dài, xoay người nằm nghiêng, mặt úp xuống một bên tay. Bỗng nhiên bà khó chịu, bà lại phải ngồi dậy. Bà Phú xòe tay ra lựa lựa để ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên bàn tay của bà từ bao giờ xuất hiện một vệt dài, lằn đỏ như nắm quá chắc, quá mạnh một vật gì. Bà giật mình xòe nốt bàn tay còn lại ra thì cũng kinh ngạc đến tê tái cả người. Cả hai bàn tay của bà đều xuất hiện vết đỏ chạy cắt ngang lòng bàn tay. Bà Phú giật mình nhìn lên, dấu ấn đó là của mấy cái chấn song cửa sổ. Bà bàng hoàng như chết lặng. Không lẽ tất cả sự việc vừa rồi là thật, không có cơn ác mộng nào cả? Ý nghĩ vẫn còn đang chạy trong óc thì bà ngồi bật dậy. Bà lao xuống giường, chân không cả mang dép chạy sang bên buồng của thằng bối. Cánh cửa buồng vẫn đóng im lìm, bên trong không bật đèn ngủ như mọi bữa. Hình như thằng bối nó vẫn chưa về nhà. Bà hít một hơi thật sâu, dùng mình đưa tay lên gõ cửa. Tiếng gõ cửa cộc cộc trong đêm làm cho bà dùng mình vì cái sự khô khan, lạnh lẽo. Linh cảm của một người mẹ nhắc nhở bà là có chuyện chẳng lành xảy ra với con. Bên trong căn phòng lặng ngắt, không có tiếng giả nhời. Bà Phú run run đưa tay vào cái then rồi đẩy nhẹ một cái. Cánh cửa không khóa bật mở về đằng sau. Tiếng cọt kẹt vang lên nghe rợn cả người. Trong màn đêm sâu thẳm, không khí trở nên hãi hùng kinh dị. Căn buồng của thằng bối ngày ngày vẫn để cửa mở cho không khí nó lùa vào. Thế nhưng đêm nay chẳng hiểu sao nó bí bách nặng nề. Tất cả mờ tối đặc quánh, tựa như ánh trăng ở ngoài kia cũng chẳng thể lọt được vào đây. Bà Phú lần từng bước thật chậm vào căn buồng ngủ của con. Bàn chân trần dẫm lên trên sàn lạnh buốt. Bàn tay bà đưa lên khẽ xoa xoa bên vai như để cố làm giảm đi hơi lạnh. Bà cảm thấy mình như một người độc hành đang lạc bước giữa nghĩa trang, chứ không phải là trong căn phòng của con, không phải trong ngôi nhà quen thuộc của bà. Từng luồng hơi lạnh cứ ùa vào khiến cho cái màn tuyên trắng đục của thằng bối bay bay. Bà Phú nhìn sang cái giường của con trai trống không, biết con vẫn chưa về. Bà cố đè lại nỗi lo âu, tự nhủ lòng mình tất cả chỉ là trùng hợp, một cơn mơ bình thường nào đó mà thôi. Bà vịn tay vào cửa, lật đật lê từng bước nặng nhọc xuống sân, định lần ra ngoài bể nước. Nhưng mới ra đến cửa bà đã phải dừng lại, bởi vì ngay chỗ bậc tam cấp, từ bao giờ đã có một người ngồi đó. Người ấy ngồi tựa vào cột nhà, lưng hướng vào không gian, còn lại mặt quay ra phía cổng. Bóng tối mờ mờ, lẫn hơi sương. Bà Phú không tài nào nom rõ là ai, chỉ thấy người ấy hình như là đàn ông, bởi mái tóc ngắn. Trước mặt còn có cả khói bay lên. Nhìn dáng người gầy gầy, bà sực nhớ đến thằng bối. Tò mò bà Phú lên tiếng: Con về đấy à? Sao không vào buồng mà nằm, lại ngồi đây thế này? Bà hỏi nhưng bối không trả lời, cứ ngồi tựa đầu vào cây cột chống mái hiên. Cảm giác bất an bùng lên trong tâm trí. Bà Phú bàng hoàng nhận ra một điều quái đản. Bởi thằng bối con bà vốn có tiếng là lắm lời, sao đêm nay mẹ nó hỏi mà nó câm như thóc? Hay là con bà đi đêm về rồi bị cảm? Nhìn cái dáng ngồi tựa cột nhà, lại vương vẩn ý nghĩ trong đầu. Bà Phú lò dò lê chân đi đến. Vừa đi bà vừa gọi: Này bối ơi, bối, sao lại ngồi đây? Thế đi vào nhà đi chứ không rồi muỗi nó đốt bây giờ. Bối ơi. Hỏi ba bốn câu không thấy con trai giả nhời. Bà Phú dùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Sự hiếu kỳ được đẩy lên quá cao.
Bà run run đưa tay vỗ mạnh lên vai người đang ngồi tựa vào chân cột. Nhưng bàn tay vừa vỗ xuống chạm vào lưng áo thì cái đầu nó đột nhiên rớt bịch xuống dưới chân rồi lăn lông lốc xuống hiên. Bà Phú kinh hãi hét lên rồi bật ngửa ra. Bà vướng chân vào thềm nhà ngã nhoài ra đất. Bà quên cả đau, bà vùng vẫy lết đi bằng cả tứ chi, lùi lại sát trong góc nhà. Mồm miệng của bà vẫn còn ú ớ kêu gào. Từ trong buồng, ông Phú nghe tiếng thì cũng bàng hoàng chồm dậy. Ông lao ra cửa thấy vợ mình ngồi bệt ở trên sàn, mặt mũi tái mét, nước mắt chan hòa chảy trên gò má. Ông Phú kinh hãi lay lay vai vợ. Sao thế? Bà làm sao thế? Làm sao mà hét toáng lên rồi khóc lóc thế này? Ừ. Bà Phú nhận ra chồng, thế nhưng đôi mắt vẫn lạc thần, mất đi sinh khí. Mất một lúc bà mới lấy lại được tinh thần. Bà đưa tay áo chùi vội nước mắt lấm lem. Bà rôn rôn chỉ ra chỗ cái cột nhà. Bà kinh hãi thuật lại tất cả sự việc. Ông Phú nghe xong thì bán tín bán nghi, nhưng mặt của ông cũng tái dại đi như người trúng gió. Cái gương thằng bỏ nó vẫn còn sờ sờ ra đấy. Ông làm sao mà quên được, ngày trước khi con trai út của ông chết, bà Phú và ông cũng nhìn thấy những cảnh tượng như thế này. Ông Phú nhìn vợ, quả thực nếu đúng là bà Phú có khả năng biết trước tương lai, nhìn thấy những điều khủng khiếp, thì có lẽ là con ông nó gặp họa thật rồi. Nghĩ vậy, ông Phú lập tức bốc máy gọi điện cho cả hai thằng, nhưng không ai nghe. Báu thấy bố mẹ nhốn nháo cũng vội vàng chạy xuống xem. Hai vợ chồng ông Phú kể lại đầu đuôi sự việc. Báu liền gọi điện hỏi lễ tân của khu resort thì được báo là anh em bối vẫn đang ở bên trong bình an vô sự. Đến lúc ấy bà Phú mới yên tâm. Thôi được rồi, đi ngủ đi. Tôi đã bảo bà rồi, bà cứ cả nghĩ. Chúng nó lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu. Ngủ đi. Chẳng thể nào ngờ được ngay trong sáng ngày hôm sau, khi Bảo đập cửa phòng gọi em trai mà không thấy giả nhời, hắn mới sinh nghi. Hắn đạp cửa để vào. Lúc này máu loang ở trên sàn đã đông đặc cả lại rồi còn đâu. Máu đã chuyển sang màu tím đen ghê rợn. Cái đầu lâu nằm ở trên mặt đất, thu hút ruồi bọ nó bu lại. Lũ chuột không biết từ đâu cũng kéo tới, đang gặm nhấm phần thân thể của thằng bối. Vòi hoa sen vẫn bật, nước xối cả đêm chưa dứt. Báu hoảng sợ đưa tay bịt miệng, nôn thốc nôn tháo. Con ca ve đêm qua trông thấy cảnh tượng ấy thì lăn ra ngất lịm. Nửa giờ sau, cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Thêm một giờ sau nữa thì gia đình ông Phú cũng chạy đến. Cái chết của bối rất rõ ràng với cơ quan điều tra. Họ tìm được lượng cồn và ma túy rất lớn trong cơ thể của nó. Dựa vào những dấu hiệu ở hiện trường thì có thể kết luận cái chết của thằng bối nguyên nhân là vì tai nạn. Sàn nhà quá trơn lại dính xà phòng, nạn nhân đã uống nhiều rượu, lại phê ma túy, đầu óc không còn tỉnh táo, lỡ sẩy chân trượt ngã, làm vỡ kính rồi tự ghim đầu mình vào đó. Có điều nếu như anh trai có thể phát hiện sớm hơn thì có khi còn cứu được. Bần thần chết lặng ở sảnh của khu resort. Báu đưa mắt nhìn hai anh cảnh sát đang làm việc với mấy cán bộ pháp y trước khi trao trả lại cái xác của thằng bối cho gia đình. Bà Phú nằm rũ ở trên sofa, nước mắt ngắn dài. Nhiều lúc bà lịm cả đi, nhưng rồi lại rú lên đầy đau đớn. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, là giời ơi, bối ơi, bố mẹ thương con biết từng nào mà con lỡ giật tình giật nghĩa. Ôi con ơi, là con ơi, bối ơi. Trời ơi, sao lại thế này? Sao lại thế này? Ngồi bên cạnh, ông Phú cũng á khẩu dù nước mắt vẫn hai hàng. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nó còn nỗi đau nào hơn thế? Bảo đau đớn hơn cả, cứ gào lên rồi đấm thùm thụp, tự trách mình. Đã không ở bên cạnh em
trong khi xảy ra tai nạn. Báu thì không nói gì hết. Biết nói sao bây giờ? Trách ai khi chính cả bốn anh em hắn đều bỏ tiền dựng lên khu nghỉ dưỡng này? Trách ai khi bốn anh em cùng nhau ăn chia, thiết lập những đường dây gái gọi, thuốc lắc? Về mặt pháp lý, Báu không đứng tên chủ kinh doanh, nhưng ý tưởng mở resort là của gã. Chẳng thể ngờ được rằng một người anh em của Báu lại chết ở chính cái chỗ này. Đang ngồi một xó thì chợt có một người tiến tới, lên tiếng hỏi: "Chào anh." Báu ngẩng lên, nhận ra bộ sắc phục xanh lá quen thuộc, nhưng khuôn mặt này thì vô cùng xa lạ. Ấp úng một lúc, Báu mới nói: "Chào anh." "Chắc là anh Báu chưa gặp tôi. Tôi xin giới thiệu với anh, tôi là Tuấn, mới được từ tỉnh điều về huyện, phụ trách phòng điều tra cơ quan công an." Báu khẽ nốt nước bọt. Thế này là sao? Chẳng lẽ tỉnh lại bất ngờ điều người mới về phụ trách? Thế đường dây của hắn thì bây giờ phải làm sao? Vẫn vít những suy nghĩ mông lung, Báu trả lời: "Vâng, tôi là Báu. Tôi là em trai của nạn nhân. Cái này thì tôi biết. Anh cũng là anh trai của cậu Bở, nạn nhân trong cái vụ tai nạn giao thông, đúng không? Tôi đến để gặp anh hỏi một số chuyện đây." Không chờ Báu lên tiếng, Tuấn hỏi trước: "Đêm 21 rạng sáng ngày 22 tháng trước, anh làm gì? Đi đâu? Có ai đi cùng làm chứng không?" Báu sửng sốt giật mình đứng lên: "Cái gì? Anh đang hỏi cùng tôi đấy à?" Tuấn vẫn tỏ ra bình tĩnh cười bảo: "Không hề, tôi chỉ hỏi anh thôi. Nếu cần hỏi cung thì tôi phải gửi giấy mời về tận ủy ban xã Kỳ Vọng cho ông Phóng. Thế nhưng hôm nay là tôi muốn hỏi anh một số chuyện thôi." Thấy tay công an trả lời nhã nhặn nhưng trong đó đầy mùi đe dọa, Báu nuốt khan nước bọt, suy nghĩ một lúc mới trả lời: Tôi đêm hôm ấy tôi ở nhà như thường lệ thôi. Có bố mẹ tôi làm chứng. Tôi không có đi đâu cả." "Anh biết sửa xe chứ?" "Xe? Xe gì?" Báu ngạc nhiên. Tuấn cắt nghĩa là xe máy, xe đạp. "Anh có biết chế hỏa khí không?" Báu ngơ ngác nhìn Tuấn rồi chậm rãi lắc đầu: Tôi tốt nghiệp sư phạm. Tôi không biết gì về máy móc cả." Tuấn lại mỉm cười thêm một lần nữa, nụ cười gần như là một sự khẳng định, tự thưởng cho những suy đoán của mình. Đặt tay lên vai Báu, Tuấn đứng dậy: "Cảm ơn anh đã hợp tác điều tra. Tuy nhiên mong rằng lần sau chúng ta gặp nhau, anh thành khẩn hơn một chút." Lần sau? Báu thấy sống lưng của mình hơi chần chợt, tựa như là bị ai bắt quả tang. Báu nhìn theo Tuấn, bóng dáng của Tuấn đi xa, cảm giác như có áp lực hơn rất nhiều. Lờ mờ nhận ra là cảnh sát đã bắt đầu đánh hơi đến cơ sở này và móc nối đến vai trò chính yếu của Báu đằng sau đường dây nuôi gái ăn chơi. Nghĩ vậy, chờ cho Tuấn đi khuất sau khu sảnh, Báu mới vội vã đứng dậy tiến lại phía Bảo: "Thôi nín đi, ông kêu rên như thế là đủ rồi." Bảo ngẩng phát mặt lên, đôi mắt đầy căm hờn: "Nó chết đau chết đớn thế mà mày nhẫn tâm không nhèo lên một giọt nước mắt. Mày có còn là người không hả Báu?" Đứng vụt dậy túm lấy cổ em trai, thế nhưng Bảo lại loạng choạng ngồi ngay xuống bởi vì hơi men ổng ọc vẫn sọc lên từ cuống họng. Báu lôi Bảo ra một góc khuất, đoạn nghiến răng: "Mẹ mày, mày bớt cái trò đạo đức giả đi Bảo. Tại sao tao đã nói bao nhiêu lần rồi là chúng mày không được dính vào ma túy cơ mà, sao chúng mày vẫn cứ kẹo ke đá đấm hả? Đêm qua chúng mày lại chơi phải không?" Bảo không nói nữa, chỉ cúi đầu ôm mặt. Một lúc sau gã mới nức nở: "Mẹ nó chứ, tao đéo ngờ Báu ơi, tao tưởng là nó phê thuốc thôi, nó đi cảnh xong là xong. Đéo ai ngờ được là nó chết đau chết đớn như thế." Báu thở dài rồi nói bằng một giọng lạnh lùng nhưng tử tế: "Công an để ý rồi đây. Anh Bảo ạ, anh phải rút tất cả hàng họ. Anh chuyển hết tất cả gái đi, cho chúng nó nghỉ mấy tháng rồi quay lại." Bảo nghiến răng mắt giáo hoành: "Mày làm như thế thì khác đéo gì là đóng cửa." "Không cần đóng cửa,
resort vẫn phải hoạt động bình thường, nhưng tuyệt đối không được nhận làm hàng họ nữa. Nghe chưa? Ăn chơi hợp pháp thôi. Anh nhớ chưa? Bảo im lặng gật đầu. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Bảo lẩm bẩm, thay đổi thái độ. Mẹ nó chứ, tự nhiên lại chết ở đây, làm gì sọt của ông mới bị ảnh hưởng. Báo cười khẩy, sao vừa nãy anh còn đau xót lắm cơ mà. Bảo nghiến răng, việc nào đi việc ấy, nó chết, mình vừa mất tiền tăng ma, vừa mất cả chỗ làm ăn. Báo thở dài nhìn Bảo, trước đây anh bảo mình không như thế, thậm chí còn là người anh mẫu mực, hết sức thương em. Cái gì đã làm cho Bảo thay đổi nhiều như vậy? Phải chăng là những đồng tiền tanh tuổi mà bốn anh em đã cùng nhau mang về? Thở hắt ra, Bảo đứng lên, cất lời an ủi cho đúng thủ tục. Thôi, người chết thì cũng chết mẹ nó rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận. Báo đi lại gần sofa đỡ bà Phú, gọi taxi đưa bà về. Gần đây hắn có cả cảm giác dần dần khi đứng gần mẹ. Dường như cả người mẹ hắn cũng đã thay đổi quá nhiều. Không chỉ là sự ghen tuông, nóng nảy tục tĩu trong những lời đau bố, mà còn cả về những giấc mơ kỳ quái. Những sự linh dị trong cái linh cảm giác quan thứ sáu dị thường của mẹ. Báo dùng mình nhớ lại hôm thằng Bở chết, ngọn lửa trên ban thờ đã thiêu rụi 5 bức ảnh thờ, chỉ để lại 5 cái khung trống rỗng, mà ngay sau đó thằng Bở đã leo lên ngồi đầu tiên. Bây giờ đến lượt thằng Bối cũng đi, 5 cái ảnh thờ, còn 3 cái chưa có chủ. Cái chết của thằng Bối diễn ra ngay sau đám tang em ruột chưa đầy 3 tháng làm dấy lên sự bàng hoàng sợ hãi trong quần chúng. Những người hàng xóm bắt đầu bàn tán với nhau về một thế lực ghê rợn đang tồn tại trong căn nhà của ông bà Phú. Đó là thần trùng. Thần trùng khảo, như là người ta vẫn đồn đại, rằng là những người chết vào giờ độc sẽ hóa thành kẻ chỉ điểm, để cho thần trùng đến nhà bắt hết người thân trong dòng họ phải chết theo. Cứ theo như dân gian truyền lại thì phải sau 5-7 đám tang thần trùng mới thôi, không giết thêm người nữa. Thiên hạ còn liên hệ hai cái chết và truyền thuyết thần trùng đến biến cố hôm thằng Bở gặp nạn, đến ngọn lửa từ bát hương đã thiêu cháy 5 bức ảnh thờ. Chính vì cái sự uý kỵ đó, đám ma của ông Bối ít người đến dự, đa phần là hàng xóm láng giềng, còn những người trong họ chỉ đứng xa xa phụ giúp những việc lặt vặt, chứ không ai dám bén mảng đến cái chết. Gia đình ông bà Phú phải thuê nhân viên nhà tang lễ đến trang điểm lại cho thi thể. Đặc biệt là lúc ở nhà tang lễ, người ta phải cất công cả tiếng đồng hồ để rửa ráy cho cái xác bớt mùi tanh, và mất bao nhiêu công để khâu cái đầu của thằng Bối vào với cái thây. Gia đình ông Phú quyết định sẽ không địa táng, không chôn cất như bình thường, mà đem thằng Bối đi hỏa táng, phần cho cốt sau đó mới được chôn xuống. Mọi việc trong đám tang diễn ra hết sức bình thường, không có sự gì quỷ dị. Điều này khiến cho ông bà Phú và những người còn lại cũng thoáng yên tâm. Ngoại trừ Báu và Bảo, đa số dân làng kỳ công, và ngay cả với chính ông bà Phú, hai cái chết của Bở và Bối đều chỉ là tai nạn. Chẳng có lý do gì cho thấy có oán thù oan khuất gì ở đây cả. Tuy nhiên người ta vẫn lo lắng khi nghĩ đến chuyện trùng tang liên táng được dân gian truyền tục. Vì thế khi đưa xác của thằng Bối đến đài hóa thân Hoàn Vũ, đoàn xe chỉ có vài người trong gia đình và mấy người hàng xóm. Chính họ là những người tiếp theo được chứng kiến sự kỳ quái, bí ẩn đến rợn người. Lúc đang ngồi chờ trong nhà hỏa táng gần 2 tiếng đồng hồ theo quy trình, ông Phú chuẩn bị đưa chờ những người nhân viên đưa cho cốt thằng Bối vào trong cái tiểu. Lúc cái hòm thiếc được đưa ra thì ai nấy đều tái mặt dùng mình sợ hãi. Không kể những người bình thường không có chuyên môn, mà đến chính cả những nhân viên của nhà tang lễ cũng rụng rời. Bởi lẽ cái hòm chứa cho cốt của thằng Bối được đưa ra thì từ cổ trở xuống đều hóa bụi trắng. Thế nhưng riêng cái đầu thì nó còn nguyên, nó còn trơ trơ ra đấy, nhìn hết sức kinh khiếp. Sáu cái răng đã gắn vào hàm lúc này không biết đã đi đâu, để lại những khoảng trống.
y như là cái sọ người đang nở ra nụ cười quỷ dị. Tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng, tiếng cầu khẩn cũng tắc tị không thể nào cất lên nổi. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn về phía gia đình ông bà Phú đang đứng. Không ai bảo ai, người ta vô thức lùi lại cách xa họ một bước. Những ánh mắt bán tín bán nghi, pha lẫn sợ hãi, nhìn tới, bà Phú nấc lên một tiếng rồi ngã vật ra sàn ngất lịm. Sau đám tang của ông bối, ông bà Phú trở về với nỗi hiu quạnh đến đáng sợ. Trong khuôn viên khu đất chỉ vỏn vẹn vài tháng mà đã có hai người nằm xuống. Toàn là những cái chết bất ngờ xảy ra vì tai nạn, nhưng lại làm cho cả gia đình hoang mang. Ở ngoài thiên hạ người ta bàn tán không ngớt, càng khiến cho sự kinh hoàng lan ra, đến mức chính ông Phóng có lần đã phải chép miệng gọi Báu sang phòng làm việc. Báu à, tớ cũng coi cậu như là người nhà. Nhà cậu hai thằng chết trẻ, ai cũng đau lòng. Nhưng mà tớ nghĩ là có khi nhà cậu lên đi tìm thầy về làm lễ cho gia đình đi. Chứ tôi đi ngoài đường tôi thấy người ta bàn tán nhiều lắm, đâm ra tôi ngại Báu ạ. Báu nhìn ông Phóng, nuốt nước bọt rồi dạ vâng, lên chùa mời thầy về làm lễ, những mong có thể giải trừ cái tai ương hiểm họa đang rình rập. Thế nhưng khi vị đại đức bước qua cổng nhà thì ông lắc đầu thở dài. Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Không hiểu vì sao vị sư già lại than thở như vậy, bà Phú hốt hoảng chắp tay. Dạ dạ bạch thầy, không biết là gia đình con đang gặp cái tai cái họa gì thế. Chỉ có một năm mà hai đứa con nhà con đều yểu tử. Xin thầy nhón tay làm phúc cứu gia đình con, siêu độ cho vong linh ai cháu nữa. Vị cao tăng cúi đầu lần lên tràng hạt ở trên tay. Họa từ lòng tham mà ra, Phật pháp dù cho có cao siêu đến đâu cũng là để điểm hóa người phàm, trừ bỏ những áp niệm tham oán mà trở lại con đường ngay lối thẳng. Thí chủ đừng trách sư nói thẳng, nếu như trong lòng còn nhiều dã tâm, chưa chịu ăn năn hối cải, thì cho dù có tìm được đại đức trụ trì cũng chẳng cứu vãn được. Cả nhà bà Phú nghe thế vậy thì chột dạ bất an, dĩ nhiên là họ biết phải làm gì. Chuyện đã rồi, làm thế nào mà thay đổi được? Sư nhìn ra suy nghĩ trong đầu của họ thể hiện qua khóe mắt. Vậy nên sư chậm chậm: Nam Mô A Di Đà Phật, gia đình thí chủ nên làm phúc phóng sanh, cứu khổ cứu nạn thì tai ương mới dứt. Oan có đầu nợ có chủ, mong rằng gia đình thí chủ sẽ tìm được đường ngay lối thẳng mà đi, đừng mãi chìm đắm trong khổ lụy trần ai. A Di Đà Phật. Nói dứt câu, vị cao tăng quay lưng đi thẳng, để lại cho gia đình bà Phú ở đằng sau ngơ ngác với những ánh mắt lo âu sợ sệt dại cả đi. Những ngày sau đó là những ngày hoang mang. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua, mọi việc yên ả. Resort tạm ngưng hoạt động bây giờ mở cửa lại, Bảo có mặt ngày đêm quản lý, không về nhà nữa. Đâm ra ngôi nhà chỉ còn lại hai ông bà và Báu. Cho đến một ngày nọ, khi ấy chỉ mới tờ mờ sáng, Báu bò dậy khỏi giường, đêm qua nhậu say quá, gần đây hầu như tối nào hắn cũng uống. Một phần là uống cho dễ ngủ, một phần là Báu muốn quên đi cái đại nạn mà gia đình đang phải gánh. Dẫu vậy, Báu vẫn ôm trong mình một nỗi lo âu cồn cào. Từ cái đêm, hắn cắm cây sẻng ở trên bờ ruộng rồi có con quạ đen đậu vào, Báu đã cảm thấy trong đầu có dự cảm không lành về tương lai đen tối. Nhưng lúc ấy vì lòng tham thúc dục, vì món tiền khổng lồ mà cả đời một tên công chức như hắn cũng chẳng thể kiếm ra, Báu cứ cắm đầu cắm cổ thực hiện. Gần đây
khi hắn lần mò lân la hỏi thăm những cụ cao lão của làng Kỳ Công, thì biết rằng là năm xưa, ở làng có một cụ ông giàu lắm, là một phú ông danh tiếng bậc nhất trong ba xã, đến cả các quan trên huyện cũng phải nể nang. Có điều ông cụ mắc bệnh hủi. Ngày ấy bệnh hủi là một chứng bệnh vô phương, phàm là ai mắc hủi thì coi như chỉ có nước là bán sới bỏ đi. Người vì chết mắc hủi phải chôn thật xa, không được chôn trong nghĩa trang của làng, mà phải chôn cùng những kẻ ngụ cư đầu đường xó chợ. Năm ấy không biết là nghe ai xúi giục, mà trước khi đi chôn cụ, người ta còn quấn xích đồng quanh cái áo quan, như sợ người chết ở bên trong đội mồ chui lên. Cuối cùng thì cả dòng họ của ông cụ ấy cũng bị tống cổ khỏi làng. Báo càng nghĩ càng rùng mình, hóa ra là anh em hắn đã đào trúng ngôi mộ chôn ông già mắc hủi. Đúng là thiên bất dung gian, quá tam ba bận. Ba ngôi mộ đầu thì chả làm sao, đến đúng cái mả cuối cùng thì lại gặp họa. Thảo nào mà trước khi quật ngôi mả đó lên, báo đã để ý bấy nhiêu lâu nay ngôi mả ấy không người nhang khói, không có người thờ tự. Càng nghĩ báu càng dùng mình kinh hãi, bởi vì chính hắn đã ôm nắm xương người ấy chôn sang phần đất ruộng nhà mình. Và có lẽ vì thế, chúng đã vô tình rước một vong linh mang nhiều oan khuất về ngự trị trong đất nhà mình, kéo theo biết bao điều ghê rợn, kinh hoàng ám ảnh. Cũng bởi vì sợ hãi mà báu không tài nào ngủ nổi, hắn bắt đầu tìm đến rượu và thuốc an thần để cố dỗ yên tâm trí. Mọi lần hắn chỉ uống vài ba chén là đã say đớ đờ đờ lăn quay, rồi leo lên giường ngủ một mạch đến sáng. Thế nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay uống đến cả lít ở ủy ban, về đến nhà lại vẫn còn uống thêm. Thế mà báu cứ chằn chọc lăn qua lộn lại ở trên giường suốt cả đêm. Thức khuya thì hay buồn đái, báu cũng như hầu hết mọi người, đành phải lục cục bò dậy khỏi giường, giải quyết nỗi buồn nó đang thôi thúc. Vừa bước ra khỏi cửa buồng, báu giật mình nghền cổ, nheo mắt nhìn qua. Khoảng sân rộng còn lờ mờ hơi sương, báu trông thấy bóng một người nào đó đang đứng ngay bên cạnh giếng nước. Cái bóng đen kìn kịt gần như lẫn vào trong màn đêm. Báu suýt nữa hét lên, nhưng rồi cũng rất nhanh nhận ra ấy là ông Phú, bố mình. Ấp úng một lúc, báu run run. Kìa thầy, sớm thế này thầy dậy làm gì? Sao không ngủ ra đây cho nó phải cảm à? Ông Phú giật mình quay đầu lại, rồi rất nhanh cúi đầu nhìn xuống giếng. Chả hiểu sao, tao thấy khó ngủ quá. Mấy đêm này cứ hệ nhắm mặt lại là tao lại trông thấy thằng bối thằng bỏ hiện về. Chúng nó trách tao, là vì tao mà chúng nó chết. Báu nhìn bố sốt ruột lên tiếng động viên. Thầy cứ cả nghĩ, Cả hai đều chết vì tai nạn, chứ có liên quan gì đến thầy đâu mà thầy trách. Có đấy, liên quan đấy. Là vì tiền, là vì tao đưa tiền cho chúng nó, để rồi mỗi thằng chết một kiểu. Nhưng cũng chung quy là do những đồng tiền của tao mà ra. Báu dùng mình, hắn vừa thương lại vừa tức. Bởi ông Phú nói thế thì có khác nào bảo hắn mới chính là nguyên nhân sâu xa khiến hai người anh em yểu tử. Bởi vì tiền ấy cũng là từ báu mà ra chứ đâu. Khẽ thở dài, báu quay lại, không muốn nhắc gì đến những chuyện sống chết. Gã chỉ lơ đễnh nói cho có lệ. Thôi, thầy đừng suy nghĩ nhiều nữa mà sinh bệnh thì khổ. Thầy đi vào nhà đi, xương xuống dày lắm. Ra vườn sau giải quyết xong nỗi buồn, toan vòng vào lối hông về buồng ngủ. Nhưng báu thấy không đành lòng để cho bố mình cứ lủi thủi đứng ở ngoài sương gió. Gã vòng ra sân trước, nhưng ông Phú đã không còn ở đó nữa. Đoán chắc bố mình đã vào nhà, báu khe khẽ lắc đầu thở dài. Nhưng gã giật mình trố mắt nhìn ra cổng, bởi vì ở đó đang có một người lững thững đi vào. Báu ngạc nhiên, quái lạ, sao sáng sớm thế này mà có ai đã dậy mở cổng?
hay là ông già? Bần thần quan sát một lúc, báo nhận ra người kia hình như không trông thấy mình, bởi vì nó cứ đi lầm lũi chứ không hề ngó nghiêng quan sát qua xung quanh. Bỗng hắn giật mình, toàn thân lạnh toát, bởi vì báo nhận ra cái bóng người ấy quen lắm. Báo méo mặt ú ớ không thành tiếng, âm thanh cứ mắc ở cổ họng không bật ra nổi. Cái bóng người lững thững tiến về phía gian buồng của ông anh Thứ, và đó không ai xa lạ, chính là hồn ma của Tay Bối. Báo vừa trông thấy cái đầu lâu lủng lẳng, ngật ngà ngật ngưỡng lướt qua mặt mình, bàng hoàng chết lặng, báo rụng rời tay chân, đầu gối run run muốn khuỵu xuống. Linh hồn của Bối cứ lê từng bước chậm chạp tiến đến căn nhà ngang gần bếp. Nhưng khi đi đến miệng giếng, Bối bất ngờ dừng lại trước ánh mắt hồ nghi của Báu. Hắn trông thấy Bối cứ lững thững leo lên miệng giếng, rồi bất thình lình nhảy thẳng xuống. Báu kinh hãi hét lên rồi vùng tới định tóm lấy anh trai. Thế nhưng ở dưới nền sân đẫm hơi sương, chỗ này lại nhiều rong rêu bám. Mới được vài bước thì Báu bất ngờ trượt chân té ngã lăn cành ra, chân tay xây xát, máu mồm máu mũi túa ra, răng lợi hình như cũng lung lay vài cái. Quên cả cơn đau, hắn hốt hoảng bò lại chỗ miệng giếng, cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên, lấp loáng trong dòng nước lờ mờ, Báu trông thấy một thứ gì đó đang dập dềnh. Dĩ nhiên thứ mà Báu thấy là một xác người, thế nhưng đó lại là xác của ông Phú, chứ không phải là hồn ma của Bối như Báu tưởng. Giữa đêm trường tịch mịch, Báu run run nhìn mặt của ông Phú đang lập lờ ẩn hiện dưới làn nước. Đôi mắt của ông mở trừng trừng đục ngầu tê tái, nhìn chòng chọc vào Báu như oán trách. Tiếng khóc của Báu nhanh chóng đánh động tất cả bà con hàng xóm. Ở trong nhà bà Phú cũng chạy ra, bà ngất lịm đi bên thành giếng. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, thế này thì tôi chết cả con người rồi. Ôi trời ơi. Công an có mặt ngay trong đêm. Người ta phong tỏa hiện trường, người ta giải tán đám đông, người ta chỉ lưu lại trong khuôn viên nhà những người có liên quan đến vụ việc. Bà Phú khóc không thành tiếng, hết con rồi lại đến chồng, mà ngất đi rồi lại phải tỉnh lại. Tỉnh lại không chịu nổi cái nỗi đau ấy lại ngất đi. Dường như tâm trí của một người bình thường không thể vượt qua được những nỗi đau dồn dập liên tiếp kỳ hồi như vậy. Bà cứ thế khóc cười điên loạn. Lúc tỉnh bà không nhận ra ai, những lúc mê cũng chẳng ai nhận ra nổi bà. Công an đứng đó mà bà cứ gào lên chửi bới. Ôi trời ơi, ma kìa, ma bắt chồng bắt con tôi đi kìa kìa, sao công an các người lại không bắt ma? Ôi trời ơi, bắt ma cho nhà tao, bắt ma cho nhà tao. Những người hàng xóm cũng chỉ biết lắc đầu chép miệng, mấy anh công an cũng chỉ đành tằng lờ đi, coi như là không có bà nữa. Bà chỉ im cho đến tận khi có một vị bác sĩ đến tiêm cho bà một mũi an thần, chỉ định một số người thân đưa bà ấy đi cấp cứu. Tay công an tên Tuấn cách đây một thời gian tiến lại gần bóng, cất lời khách sáo. Tôi xin thành thật chia buồn với gia đình anh. Ông cụ ù ra đi đường đột quá. Trong lời chia buồn ấy, Báu không hề cảm nhận được một chút cảm xúc nào. Nhìn thẳng vào mặt của tay công an, Báu lạnh lùng. Vâng, không dám, cảm ơn anh. Lần nào gặp anh là nhà tôi cũng mang họa. Giá như không còn phải gặp anh nữa thì tốt biết mấy. Tuấn không nao núng mà cười nhạt. Phải nói là nhà anh gặp họa thì tôi mới phải đến anh chứ, anh Báu. Thật ra thì tôi cũng đang định gặp anh đây. Tôi không có nhu cầu, anh Tuấn ạ. Tuấn vẫn lạnh lùng. Tôi tưởng anh nhờ ông Đoàn xin lại cái xe cơ mà. Xe của em anh, chúng tôi điều tra xong rồi. Tôi muốn đến để thông báo cho anh biết kết quả điều tra sơ bộ. Anh Báu ạ.
Bó vừa nghe đến đây thì chẳng hiểu làm sao, thoáng giật mình. Ánh mắt của bó nhìn lên. Em tôi chết vì tai nạn. Rõ ràng như thế rồi làm sao phải điều tra? Tai nạn à? Tôi cũng mong như thế, anh Báu ạ. Có điều trùng hợp làm sao mà xe của em trai anh lại vừa mới mua, đã tắt quả ga, mổn rách cả hai đường dẫn dầu phanh. Chà chà, chất lượng hoàn thiện bây giờ đúng là chán thật đấy. Anh nói cái gì cơ? Có thật như thế không? Tuấn giơ lên trước mặt Báu một tập hồ sơ. Đây là cái chết của em anh, còn anh trai anh nữa, tức là anh Bối. Chúng tôi cũng đang tiến hành điều tra. Máu của anh trai anh dương tính với ma túy đấy. Báu lạnh người nuốt khan nước bọt, đứng trước mặt gã, Tuấn lại cật vấn. Bây giờ nhờ anh trả lời giúp tôi. Từ 10 giờ cho đến 12 giờ đêm qua, anh ở đâu? Làm gì? Báu ấp ống nhìn Tuấn, một lúc sau báu mới run run. Tôi đi ngủ chứ còn làm gì? Đêm rồi không ngủ thì làm gì? Tuấn nhìn thẳng vào mắt báu, không hề giấu giếm. Đoạn tay công an ghi chép gì đó vào quyển sổ, rồi lạnh lùng ngẩng lên. Theo nhận định ban đầu, qua xem xét các dấu hiệu lâm sàng thì bố anh mất vào khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ đêm hôm trước. Anh Báu ạ. À. Báu kinh hãi trợn mắt nhìn Tuấn. Cái gì? Làm sao lại có thể như thế được? Hơn 4 giờ sáng tôi đi tiểu. Tôi rõ ràng còn tận mắt nhìn thấy bố tôi. Bố tôi đứng ở trên miệng giếng cơ mà. Tuấn lắc đầu quả quyết. Không, anh Báu ạ. À. Bố anh chết muộn nhất là vào 12 giờ đêm qua, chứ không phải là 4 giờ sáng nay. Tức là cái xác ở dưới nước này cho đến lúc này đã được hơn 6 tiếng rồi. Báu thất thần ngồi phịch xuống, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên. Nhưng mọi vật đã nhòe đi, gã chỉ nghe có tiếng ai đó tiến lại rồi khẩn trương. Báo cáo thủ trưởng, ngoài những dấu chân của nạn nhân, nhân chứng và những người liên quan đã được xác minh, thì chúng tôi còn tìm thấy một dấu chân khác rất khả nghi. Tuấn gật đầu, liếc mắt nhìn xuống chiếc dép tổ ong mà Báu đang đi. Người thuộc cấp hiểu ý nhưng lắc đầu. Ở bên cạnh Tuấn, thi thể của ông Phú đã nằm lạnh lẽo trong chiếc túi nhựa đen, chỉ lộ ra khuôn mặt với đôi mắt vẫn còn trợn trừng như kinh ngạc. Khi đưa lên bờ, thi thể của ông Phú đã bắt đầu tím tái. Những người thanh niên bạo gan xuống dưới vớt xác ông có kể rằng ông không nằm sấp mà là đứng thẳng ở trong lòng giếng. Có lẽ vì cái giếng quá chật. Thế nhưng có nhiều kẻ lại rôn rảy đoán là ông Phú chết bất đắc kỳ tử, trong lòng có nhiều oán niệm chưa thể tiêu tan cho nên mới sinh ra chết đấng như vậy. Thiên hạ người ta đoán không sai, ông chết vì trong lòng ông còn nhiều oán niệm. Những suy nghĩ dằn vặt đã ám ảnh ông ngay từ khi đứa con út tan thây dưới vòng quay của cái bánh xe lô. Thật ra bấy lâu nay, ông Phú cũng như là các con, ông luôn giữ trong lòng sự sợ hãi và ám ảnh về mảnh ruộng mà các con mình đã vùi những bộ xương kia. Nhất là khi tận mắt chứng kiến cái chết đầy ám ảnh của hai đứa con. Những giấc chiêm bao hãi hùng quái dị của bà Phú. Tất cả xoáy sâu vào trong suy nghĩ của ông, làm cho ông cứ triền miên và bắt đầu mặc cảm tội lỗi vì đã gián tiếp giết con. Tối hôm qua lúc ăn cơm xong, thằng Bảo con ông đã gọi ông ra sau nhà, rồi thì thầm kể. Bố à, con mới bảo thằng Báu đi dò hỏi được mấy người quen chuyện mấy cái mồ hoang ở ngoài nghĩa địa. Ông Phú nghe con nói thế thì giật mình khẽ gắt. Mày điên đấy à? Sao lại hỏi? Nhỡ người ta nghi mình ăn trộm quật mộ lên thì sao? Bảo xua tay lắc đầu. Không không, thầy cứ yên tâm. Con dặn thằng Báu phải đi hỏi dưới danh nghĩa ủy ban thông tin văn hóa. Mình bảo với người ta là khu công nghiệp dự kiến mở rộng, ăn vào mãi mà hoang. Cho nên thằng Báu mới hỏi các cụ cao lão trong làng xem là có ai còn có thông tin về chủ mộ không. Không ai nghi ngờ gì đâu. Nhưng mà người ta nói. Đến đây Bảo im lặng làm ông Phú sốt ruột. Ông dục. Người ta bảo làm sao? Người ta bảo cái mả ở cuối cùng ấy là mả hổi. Là mả còn một người bị cả làng chôn sống vì mắc hổi. Nghe Bảo thuật lại, ông Phú rụng rời cả tay chân. Đầu óc của ông quay cuồng, chẳng còn nghe thêm được điều gì. Ông lờ mờ đoán ra mọi việc ghê rợn kinh hoàng xảy ra trong căn nhà này và cả hai thằng con mới chết đều là vì bộ xương trong ngôi mộ của kẻ kia. Kẻ đó đã hiện về để trút mối hận lên đầu gia đình ông. Càng nghĩ ông càng rối, chẳng lẽ bây giờ lại lên chùa
thỉnh lại bộ hài cốt kia rồi nhét trở lại ngôi mộ cũ thì mới mong yên chuyện. Thế nhưng ai cho ông làm thế? Làm như vậy thì có khác gì là vạch áo cho người xem lưng. Thật ra nỗi sợ bị phát hiện, nỗi sợ vong hồn cũng không khiến cho ông phải mất ăn mất ngủ, mà chính là cảm giác mặc cảm vì giết con mới dằn vặt ám ảnh ông. Từ ngày có tiền đền bù đất cát, các con ông ăn nên làm ra, nhà ông cũng có một bước lên quan, chễm chệ ăn trên ngồi chốc, thành một phú gia có tiếng ở trong vùng. Ai cũng khen là nhà ông có phúc. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, phàm là cái gì có được dễ cũng dễ làm cho người ta sa ngã. Tiền cầm trong tay cũng như là đưa dao cho đứa trẻ. Rất nhanh chóng cả nhà ông đều bị tiền che mờ mắt. Từ một người nông dân hiền lành, lần đầu tiên ông Phú đã biết mùi gái trẻ. Các con ông cũng chẳng khá gì hơn khi nhanh chóng tiếp nhận những thứ văn hóa đổi bại, phóng túng, kẹo ke bóng bánh, cái gì gì cũng biết. Phú quý sinh lễ nghĩa, đến ngay cả bà vợ ông cũng suốt ngày đổ tiền vào cửa đền cửa phủ, uốn éo trong những điệu chầu văn, chen chúc đến bẹp người trong những hôm hội lễ. Để rồi sao? Mấy ngày hôm nay, ông cứ nằm mơ nhớ về cái thủa Hàn Vi nghèo túng trước đây. Hai vợ chồng bốn mặt con, nhưng trong nhà lúc nào cũng êm ấm hòa thuận. Ông trồng khoai, bà cấy lúa, các con tát nước, đứa bé ở nhà thổi cơm chờ bố mẹ với các anh về. Trong nhà chẳng bao giờ có tiếng cự cãi, vợ chiều chồng, chồng hiền yêu thương vợ. Các con không được học cao nhưng cũng ngoan ngoãn chịu thương chịu khó. Thế rồi đánh đùng một cái, mọi thứ đã thay đổi. Đó là tại con ma hủi hay là do con ma tham, con ma ác ở trong lòng người? Ông Phú không thể nào biết được, những suy nghĩ cứ dằn vặt luẩn quẩn bủa vây trong tâm trí, khiến cho đầu óc của ông càng ngày càng mụ mị cả đi. Ông không muốn vì mình mà hai đứa con còn lại của ông cũng ra người thiên cổ. Ông muốn lấy thân mình để đền bù, trả lại cho ông và trả lại cho các con cái ác nghiệp ngày xưa. Ông sẽ ra thăm ngôi mộ của người đàn ông mắc hủi, thắp cho họ nén nhang, cầu xin vong hồn họ tha cho gia đình ông. Ông Phú cứ thế mà đi mà lần mò trong màn sương mờ đục. Ấy thế nhưng mà ông đi mãi vẫn chẳng đến nơi. Lạ thật, con đường từ nhà ông Phú ra mương gần nhất, ấy thế mà đêm hôm nay ông lại thấy nó xa xôi diệu vời. Càng dạo bước, ông lại càng mỏi chân. Hình như ông nhận ra có điều gì đó bất ổn, rồi ông cuống cuồng bỏ chạy. Ông Phú phát hiện ra, hình như mình bị che mắt. Ông cứ luẩn quẩn loanh quanh mãi trên đường, chứ chẳng thể đến được bờ mương ở ngoài nghĩa địa. Ông cứ cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch ở nhà. Ông đang ở đâu đây? Ông muốn về. Giữa làn sương mờ đục trắng phau phau như tơ nhện, ông Phú quay ngang quay ngửa để cố định hướng tìm đường. Nhưng ông không tài nào nhận ra được khung cảnh xung quanh mình nữa. Ông bắt đầu gào thét lên trong đêm đen vắng lặng. Tiếng của ông kêu ai oán giận người, nó vang vọng khắp cả không gian, rồi dội ngược lại, tựa như là có kẻ muốn trêu ngươi. Ông lại càng trở nên hoảng loạn. Ông Phú không dám đứng lại mà cứ thế vùng bỏ chạy. Ông chẳng chạy được đi đâu xa, cũng chẳng trèo ra khỏi cổng. Thực ra là ông cứ lòng vòng ở trên sân giữa đêm hôm khuya khoắt mà cả nhà không một ai hay biết. Rồi bằng một cử chỉ khó hiểu, ông khóc tu tu, xua tay quỳ xuống hai đầu gối. Ông cứ lết đi như là người đang van lạy. Những tiếng kêu gào không bật được ra, nó cứ ằng ặc nghẹn lại trong cổ họng. Thế rồi ông lết đầu gối đến bên thành giếng, từ từ đứng dậy thẫn thờ, bước đến chỗ xây cao. Như có một mãnh lực vô hình khiến ông hẫng chân tụt thẳng xuống bên dưới. Sau đám tang của ông Phú, gia đình báu, hay nói đúng hơn là phần còn lại của nó, chìm sâu trong một không khí u uất đến giận người. Người làng ai mỗi lần có việc phải đi ngang qua đều phải cố gắng đi thật nhanh như chạy, chứ không dám nấn ná lâu lại trước cổng. Người ta đồn rằng là trên mảnh sân gạch mỗi buổi sáng mờ sương,
họ nom thấy có ba bóng người lẩn khuất. Khi tỏ khi mờ, họ bảo rằng ấy là hồn ma của ba người đã thiệt mạng vì bóng thần trùng trong nhà ông Báu. Họ hiện về vì vương vấn trốn trần gian. Những bóng người ấy khi thì xuất hiện ở dưới sân, khi thì loanh quanh bên miệng giếng, hoặc có lúc còn vắt vẻo đu bám trên những tàu dừa vào những tối không trăng. Không chỉ có mỗi người làng đâu, mà chính Báu thi thoảng cũng nhận thấy xung quanh mình có những vong hồn lẩn khuất. Có những khi Báu còn nghe thấy văng vẳng trong đêm tiếng khóc não ruột, tiếng van vỉ xin tha thứ của những người anh em đã chết đau đớn. Báu không còn dám ở lại nhà, càng không dám ra khỏi buồng khi trời tối. Báu muốn ở dịp lại cơ quan, thế nhưng lại vướng người mẹ điên khùng suốt ngày nói năng làm nhảm. Hơn thế nữa, cả Báu và Bảo hiện nay đều đang bí mật chịu sự quản thúc của công an huyện. Dẫu có muốn đi thì cũng chẳng đi được, bởi vì tầm ngắm của cơ quan điều tra đang chĩa vào mình. Vì thế dù là sợ ma, dù nhiều lần Báu nằm ở trong buồng, nghe thấy qua cánh cửa buồng những tiếng móng tay cào lên lớp gỗ, những tiếng khóc nỉ non của ba người vừa tận số. Mỗi lần như vậy, Báu chỉ dám chùm chăn chịu trận, tuyệt đối không dám ngủ, cũng không có cơ hội để rời đi. Ở nhà hay là ở cơ quan, Báu vẫn nghe thiên hạ đồn về năm cái ảnh thờ nhà mình. Năm cái ảnh thờ đã có thằng Bỏ, thằng Bối và ông Phú ngồi vào. Nhiều đứa thối mồm nó còn kháo nhau: mẹ mày, thế này thì 10 phần đến 9 thằng Bảo với thằng Báu cũng leo lên đấy mà ngồi nốt thôi. Nhà ấy không biết làm gì mà nghiệp ghê quá. Chính Báu cũng có linh cảm như vậy. Năm cái ảnh thờ kia chắc chắn sẽ dành cho 5 người đàn ông trong gia đình nhà hắn. Điều đó cho đến lúc này thì đã đúng đến 60% rồi chứ chả chơi. Một ngày nọ, Báu đang ngồi làm giấy tờ ở trên ủy ban thì Bảo gõ cửa vào. Anh trai đến thăm em, thiên hạ nó cũng chẳng thấy có gì là hiếm. Nhưng với gia đình Báu thì không. Bởi từ khi 4 anh em chung tiền mở khu gì sọt thiên thai, Bảo đã biết ý em trai, không dám bén mảng đến trụ sở nơi em trai làm việc. Thấy anh đến mà không báo trước, Báu hết sức ngạc nhiên. Gã ngước mắt chớp chớp mấy cái rồi hỏi: có việc gì mà lên đây? Sao không gọi em trước? Bảo lắc đầu, nét mặt xám xanh, tỏ ra vô cùng lo âu. Ấp úng một hồi gã mới nói: ừ, anh cũng định gọi, nhưng mà gọi thì sợ là chú không nghe. Thế anh có chuyện gì? Báo hỏi, mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn anh. Bảo từ từ rút từ trong ngực áo ra một tập giấy đặt xuống bàn. Báo ngạc nhiên lắm, gã không hiểu anh mình đang làm gì. Bảo đẩy tờ giấy về phía em: chú đọc qua đi, đọc xong thì ký vào giúp anh, rồi tiện đây anh em mình sang bên văn thư nhờ công chứng luôn. Báu vội vàng nhặt lấy mảnh giấy, cau mày đọc: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy chuyển nhượng chủ hộ kinh doanh. Anh Bảo, thế này là sao? Báu ngạc nhiên nhìn Bảo, đáp lại em trai. Bảo không giấu được sự bài hoài đang hiện ra trong ánh mắt, gã lắc đầu: anh mệt lắm rồi Báu ạ, anh chịu thôi, anh không làm nữa đâu. Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu biến cố ở trong nhà này dồn dập xảy ra, anh mệt lắm rồi, anh không còn hơi sức đâu mà quản lý cái gì sọt đấy nữa. Báu trợn mắt gằn lên từng tiếng: anh Bảo, anh nói cái gì đi, anh điên à, anh không làm thì ai làm? Bảo ủ rũ ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt em: chú làm đi, hoặc chú không làm thì bán quách nó đi, ai mua thì mua, anh không làm nữa. Báu ngu ngơ lắc đầu: anh Bảo, anh điên rồi, mình có còn là trẻ con đâu, chuyện gì ra chuyện đấy chứ, đang làm ăn được sao lại bán tông bán tháo đi. Bảo vẫn quả quyết: thì đấy, chú muốn làm thì bây giờ anh sang nhượng toàn bộ cơ sở đấy cho chú, anh chỉ lấy lại đúng số tiền mà anh góp thôi. Báu định xen vào nhưng không ngắt lời được ông anh: còn nếu như chú bận việc ủy ban không làm nổi thì chú bán đi, bán quách đi cho nó nhẹ người.
Tiếng của Bảo quá lớn khiến cho mấy người làm cùng trụ sở cũng ngoái cổ trông sang, rồi lại cắm cúi vào làm việc. Báo kéo tay anh gần giọng: "Anh bé bé cái mồm thôi, làm sao mà anh phải oang oang lên như thế? Thôi, tốt nhất là về nhà rồi bàn thêm, ở đây tai vách mạch rừng." Bảo lắc đầu quả quyết, không để cho Báo câu kéo thêm thời gian. "Không, anh không muốn ở đây nữa. Chú cứ trả cho anh bằng đúng số tiền ban đầu anh góp, rồi chú muốn làm gì thì làm." Báo nghiến răng không kiềm được cơn uất: "Ông điên rồi đấy à? Hả? Ông điên à? Ông định đi đâu? Quê cha đất tổ, mồ mả tổ tiên ở đây, ông định đi đâu?" "Không Báo à, mày mới điên. Mày có thích thì mày cứ ôm lấy cái bàn thờ đây mà chết. Mày à mày, tao không muốn có mặt trong số mấy cái khung ảnh thờ đấy nữa. Cái nhà đấy không ở được, nhà đấy là nhà ma rồi. Cái nhà đấy là nhà bà đấy, mày có hiểu không? Tao để đây, mày đọc đi. Cần thì tao cho mày hết, tao đéo cần cái gì nữa." Đoạn Bảo ném nốt chỗ giấy tờ xuống bàn, rồi đi như chạy trốn, để Báo lại thẫn thờ ở phòng làm việc, cùng với tiếng xì xào bàn tán của mấy người đồng nghiệp kế bên. Sau hôm ấy về nhà, Báo mới biết tin là anh Bảo đã dọn lên trên huyện, tạm thời thuê một căn hộ chung cư ở phố huyện. Nghĩa là lúc này toàn bộ khu resort coi như là vô chủ. Không thể để cơ ngơi của bốn anh em đổ xuống sông xuống bể, Báo đành thuê ô xin chăm sóc bà Phú. Còn hắn thì đi vào resort đốc thúc người quản lý. Ngồi ở ghế giám đốc chưa ấm đít, Báo đã bị công an đến hỏi thăm. Cũng không ai xa lạ chính là Tuấn, tay công an huyện rắn mặt đã chú ý đến cơ sở thiên thai này của Báo. Ngồi ở bàn tiếp tân, ngẩng đầu đưa mắt nhìn sảnh chờ, Tuấn gật gù: "À, cha cha, xịn không đâu bằng. Anh Báo có mắt thẩm mỹ thật đấy." Báo nhấp ngụm nước khách sáo: "Ở các anh em tôi thuê kiến trúc sư, chứ tôi có biết gì đâu." "Không biết gì nhưng biết quản lý là được rồi." Báo hiểu ý đáp: "Tôi cũng chả mặn mà gì, nhưng mình không làm thì ai làm, chứ chẳng lẽ bán đi à?" Tuấn ra vẻ ngạc nhiên: "Ồ, không ai làm, tôi tưởng trước đây anh Bảo đứng quản lý khu resort này cơ mà." Báo thở dài: "Anh tôi để lại hết giấy tờ chuyển nhượng cho tôi, rồi bỏ lên phố huyện rồi." Tuấn à lên một tiếng, rõ ràng là gã đã biết Bảo không có ở đây nhưng vẫn cố moi thông tin. Báo không muốn mất thời gian, liền lạnh lùng: "Anh Tuấn hôm nay đến đây làm gì?" Tuấn cười nhẹ: "À, anh có nhớ cái hôm ông cụ mất, tôi đã hẹn sẽ đến nói chuyện với anh sau không?" Báo gật đầu. Tuấn tiếp: "Tôi rất mong anh hợp tác điều tra. Tôi đến với thiện chí của con người với con người, và một phần là vì trách nhiệm của cơ quan chức năng. Anh Báo ạ, anh có thể nói cho tôi biết ai có thể là kẻ thù với gia đình anh không? Mối thù sâu đậm đến độ có thể ra tay sát hại tất cả mọi người trong gia đình anh." "Ý anh là sao?" Báo hãi hùng hỏi. Có kẻ muốn hại người nhà tôi." Tuấn rút một điếu thuốc châm lửa, khói bốc lên thơm thơm nhưng lạnh lạnh. "Có những bằng chứng khiến chúng tôi nghi ngờ những biến cố xảy ra không phải là tai nạn." Báo nốt nước bọt lắc đầu. Thế nhưng Tuấn không cho Báo lên tiếng. "Thứ nhất là cái xe của anh Bờ, nó trục trặc rất nhiều, toàn là những sự cố có thể gây ra tai nạn chết người. Em út của anh nếu như không bị xe lô cán thì một ngày nào đó chẳng chóng thì chày cũng gặp tai nạn." Báo lạnh người, mồ hôi vã ra như tắm. "Thế là sao?" Bên tai của gã, giọng Tuấn vẫn ôn tồn: "Thứ hai là cái chết của bố và cha anh." "Cái gì? Cái chết?" Tuấn gật đầu. "Máu của hai bố con đều dương tính với cùng một loại ma túy, anh Báo ạ." "Làm sao lại có thể như thế? Ông già tôi đã ngoài 60. "Đúng, ông cụ thì quá già rồi. Nhưng mà anh biết gì về ma túy không?" Báo giật mình lắc đầu quậy quậy, miệng méo xẹo đi, trông thiểu não: Tôi không biết gì cả." Tuấn cười nhạt: "Không biết là tốt. Ma túy nguy hiểm lắm anh Báo ạ. Nó có thể khiến người ta rơi vào tình trạng ảo giác, mà dân chơi người ta gọi là phê đấy. Nhưng cũng có đôi khi người chơi ma túy gặp những ảo giác hết sức kinh hoàng. Đặc biệt là..." Tuấn ngừng lời, trầm giọng xuống như đang cố ý khiến câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. "Nhất là khi có ai đó đưa ra một thứ kích thích, một loại mồi nhử, hoặc là một sự ám thị nào đó."
Báu sững người. Gã không hiểu những điều mà Tuấn đang nói, dường như là hiểu được tâm trạng của Báu. Tuấn tiếp: "Chúng tôi tìm thấy một mảnh thạch cao ở bên trong phòng làm việc của bối." "Thạch cao?" "Đúng vậy, loại thạch cao để làm tượng, làm mô hình đấy." Báu ấp úng: "Nhưng gì sọt làm gì có tượng bằng thạch cao, chỉ có tượng đá và bê tông." Báu chưa nói hết, Tuấn ném lên bàn một bức ảnh, bên trong là hình chụp một vật tròn tròn, trông giống như là khúc xương, nhưng Báu không biết đó là gì. Tuấn giải thích: "Đây chính là mẫu thạch cao chúng tôi đã tìm được. Bên kỹ thuật đã phục dựng trong hình ảnh 3D, là một khúc xương hàm, mẫu xương nối hàm dưới với thái dương." Vừa nói, Tuấn vừa chỉ vào cằm mình: Thế còn thầy tôi, ông già thì sao?" Tuấn mỉm cười: "Ông cụ không tự sát." Báu dùng mình: "Nhưng mà bố tôi..." "Bên ngoài thành giếng có dấu tay của ông già, nghĩa là ông già đã cố vịn vào để trèo ngược lên. Đó là lý do mà cái xác không cắm đầu xuống như bình thường, mà lại chết trong tư thế đứng thẳng đấy anh Báu ạ." Càng nghe Báu càng bủn rộn. Thế này là sao? Báu không tài nào hiểu được gia đình hắn có thù oán gì với ai đâu. Nếu như có thì cũng chỉ là ở trong bốn thi thể, trong bốn ngôi mộ kia là có thù với gia đình hắn. Phải chăng đúng thật trên đời này có ma? Những sức mạnh vô hình khủng khiếp ấy đã trở về để báo thù năm người đàn ông trong gia đình Báu. Chìm đắm trong những suy nghĩ hãi hùng, cảm thấy như đã rơi xuống một khe sâu thẳm. Không thể nào ngờ được cuộc sống của hắn lại có lúc như thế này. Báu trầm ngâm điểm lại những khuôn mặt mình đã từng quen, những con buôn. Anh chỉ có móc nối làm ăn với gã, nhưng vạn lần Báu không thể biết gia đình mình làm gì có món nợ máu với ai. Bên tai Báu, tiếng của tay công an vẫn rủ rỉ: "Anh Báu này, anh có biết ai là người có thù oán sâu đậm với gia đình mình không? Hoặc đơn giản là ai sẽ là người có lợi nhất nếu như cả nhà anh gặp tai nạn?" Câu hỏi khiến cho Báu trong đầu lóe lên một tia sáng. Ngước mắt trông lên, Báu thấy Tuấn như đang khẽ mỉm cười. Nụ cười của một người thợ rừng đã nhìn con cáo xa bẫy. Cái bẫy được răng ra từ rất lâu, nhưng chỉ đến lúc này, những hàm răng thép mới bắt được mục tiêu mà nó mong đợi. Ai sẽ là kẻ có lợi nhất lúc này nếu như anh chết? Báu nhắm mắt lại, trông thấy gương mặt của Bảo hiện lên trong sâu thẳm tâm hồn. Không ai có thể ngờ được rằng âm mưu ấy hiện lên trong đầu người anh cả từ khi dì Sọt mới bắt đầu đi vào hoạt động. Cũng là khi Bảo trông thấy những đồng tiền đầu tiên mà hắn và các em của hắn thu về. Đó là những buổi bốn anh em chốt cửa văn phòng, mở máy đếm tiền, cuộn từng cọc tiền bằng giấy chun. Tiền là rất nhiều tiền, còn nhiều hơn cả số tiền mà ban đền bù giải phóng mặt bằng đã từng mang tới cho gia đình Bảo. Thế nhưng lúc ấy, Bảo lại dùng mình trên ba gương mặt quen thuộc, đẫm mình trong hơi men và tiếng nhạc chát chúa kia. Liệu chúng nó có xứng đáng được hưởng số tiền này? Cả núi tiền đền bù đều phải chia ra làm tư, còn lại chẳng được bao nhiêu. Bảo đã từng xót xa đến đứt gan đứt ruột khi trông thấy những cục tiền được ông bà Phú chia cho mỗi đứa con. Cũng may mắn, hắn và bối còn kiếm được thêm từ 6 cái răng vàng và lô trang sức ở trong ngôi mộ cổ. Giờ đây, ngồi nhìn những sấp tiền sắp chung số phận cũng bị chia ra, Bảo xót xa như đứt từng khúc ruột. Hắn không muốn thế. Ngàn vạn lần, Bảo không muốn mất đi thêm một trinh nào cho mấy người em nữa. Và đó cũng chính là khi những toan tính của Bảo bắt đầu. Đêm ấy, Bảo nhân lúc cả nhà đã ngủ say mới lẻn ra ngoài sân. Con chó đã quen mặt chủ, chỉ ngước mắt lên rồi lại nằm xuống rúc đầu vào trong ổ. Bảo tiến sát đến cửa buồng, chậm chậm gõ vào. Lần đầu tiên không có tiếng trả lời, phải đến lần thứ ba Bảo mới nghe tiếng bà Phú mẹ mình từ bên trong nói vọng ra: "Anh nào đây? Có việc gì mà gọi cửa sớm thế?" Cánh cửa vừa động, Bảo đã lẩn ra sau nhà, nép ở góc tường quan sát. Đợi một lúc hắn mới quay trở lại,
cố làm cho cánh cửa cọt kẹt cọt kẹt. Có tiếng của bà Phú ú ớ cất lên, bảo biết mẹ mình đã thức, nhưng ông Phú thì không. Hắn đã lén lén diễn nát mấy viên thuốc ngủ cho vào cốc rượu của ông già. Những tiếng động cọt kẹt kiểu này không thể nào làm ông ấy thức giấc được. Rồi sau đó Bảo thò tay luồn vào khe cửa, cố ý làm mẹ mình hoảng sợ, y như rằng là ông Phú bị vợ mình lay dậy, kèm theo tiếng hét thất thanh của bà bảo chờ một lát, rồi vờ như là vừa từ trong buồng chạy ra, đập cửa phòng bố mẹ lao vào. Sau đó Bảo lại thuyết phục bà Phú rằng bà nằm mơ, miễn sao để cho người phụ nữ này càng ngày càng trở nên bất thường càng tốt, và cũng để thuận lợi hơn cho những bước tiếp theo của mình. Sáng ngày hôm sau, khi ra ngoài, bà Phú trông thấy mấy nén nhang không cháy ở trong lư, nghĩ rằng đấy là một điềm báo bất thường, bà vẫn cố châm thêm vài nén nữa. Thế nhưng bà Phú cũng như chồng không biết được rằng Bảo đã tranh thủ hôm qua, lúc không ai ở nhà, hắn đã mang cả bó nhang đi nhúng nước, chỉ để lại đúng một đoạn đầu nơi châm lửa là khô. Biết mẹ mình đồng bóng, gặp chuyện gì cũng sẽ thắp nhang cầu cúng, hắn cố tình làm vậy. Vì thế khi bà Phú châm lửa thì đoạn đầu nhang vẫn cháy, nhưng chỉ cháy đến đoạn bị ẩm mà thôi. Đó chỉ là những chi tiết nhỏ mà Bảo cố tình tạo ra, hòng khiến cho kế hoạch của mình chặt chẽ. Nhưng hắn không thể ngờ được là bát nhang bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng, thiêu rụi bức di ảnh. Chỉ có riêng 5 cái khung ảnh là còn trơ trơ. Việc ấy khiến cho Bảo giận người, nhất là khi bà Phú lại có linh cảm về tai nạn của thằng Bảo. Ngay trước khi đứa em của Bảo chết dưới bánh xe lô, chiếc xe của Bảo đã bị Bảo thay quả ga, hơ lửa cho mùn cả đường ống dẫn dầu phanh. Đó là lý do Bảo cứ phăm phăm lao đến con đường lắm ổ voi ổ chuột, rồi tan xác dưới bánh xe lô như vậy. Thật ra nếu như không chết vì lý do đó thì chắc chắn trên đường lên huyện, hoặc chẳng chóng thì chạy, Bảo cũng sẽ mất mạng vì tai nạn. Lúc Bảo lấy cái xẻng xúc xác của em cho vào trong 3 cái bao tải, hắn cũng rùng mình. Chỉ có điều sự việc xảy ra trong đám ma lại càng khiến cho Bảo thêm kinh hãi. Bảo đoán em út của mình hại chết cho nên mang nhiều oán niệm, không muốn siêu thăng. Vì thế mà cái áo quan mới không tài nào di chuyển được. Suy nghĩ đó khiến cho Bảo chùn tay, không dám tiếp tục kế hoạch. Có điều những mưu toan của Bảo làm sao tránh được cặp mắt xăm soi của ông bối. Bởi lẽ Bảo và bối ngày ngày cặp kè dính lên nhau, dĩ nhiên là chú em thứ này cũng dễ dàng nhận ra thái độ bất thường của Bảo. Sự tò mò là nguyên nhân khiến Bảo phải tiếp tục ra tay. Bối đã biết quá nhiều. Biết em trai nghiện ma túy, Bảo lại chuẩn bị một liều rất nặng đô. Trẻ người non dạ, bối không ngờ ấy là cái bẫy của anh mình đã kỳ công xây dựng. Dùng xong ma túy, lại có thêm gái và rượu mạnh, bối đã đánh mất hoàn toàn sự tỉnh táo. Đấy cũng chính là lúc Bảo lững thững bước đến bể bơi, đóng giả làm bộ dáng của anh em út. Anh em nhà Bảo rất giống nhau, chỉ cần mặc đồ thì có đến bố mẹ còn khó lòng nhận được ra ai là lớn, ai là nhỏ. Huống hồ là một kẻ đang trong cơn phê như bối. Với một chút máu giả, một cái sọ người bằng thạch cao mà Bảo đã khéo léo chuẩn bị từ trước, bối nghĩ ngay đến thằng em út vừa yểu tử. Sự kinh hoàng ở trong óc cộng với tác dụng của ma túy làm cho bối đánh mất lý trí mà hóa điên hóa rồ. Ngay cả khi đi tắm, bối cũng không biết rằng Bảo đã lẻn vào phòng mình bằng chìa khóa sơ cua, đổ dầu tắm ra sàn nhà trơn, rồi dọa bối bằng máu giả. Bối quẫn trí tưởng mình thực sự gặp ma, ngã vật người húc vỡ tấm kính trong nhà tắm. Đứng nhìn em trai chống chọi với tử thần, vùng vẫy miết tay vào tấm kính hy vọng tự có thể đứng lên, Bảo không giấu được một chút lương tri còn sót lại trong tâm khảm, muốn kết thúc nốt những giây phút đau đớn của em. Và chính tay của hắn đã ấn mạnh đầu của bối xuống. Mảnh kính sắc cộng thêm lực ấn của Bảo làm cái đầu của bối đứt lìa rơi xuống đất. Miệng của bối đập vào khoảng gạch như một sự tình cờ làm gãy 6 cái răng. Có điều dẫu gây lên cái chết của cả hai người em, nhưng Bảo vẫn không hiểu vì lý do gì, ngay trong đêm bối gặp nạn, nó lại có thể về báo mộng cho mẹ.
Điều khiến cho Bảo dùng mình kinh sợ. Ban đầu Bảo chỉ muốn hình ảnh của mẹ mình hiện ra như một người phụ nữ tâm thần, thần kinh bất ổn. Tất cả những điều đó khiến những lời khai của bà không còn giá trị. Vì thế mà hắn mới giả thần giả quỷ làm cho bà Phú sợ. Nhưng đến bây giờ bà mới nhận ra, dường như mẹ mình thực sự có khả năng thần giao cách cảm, có thể nhìn thấy được tương lai. Điều đó không làm cho Bảo chùn tay. Đã đâm lao thì phải theo lao. Hắn đã giết hai mạng người thì có giết thêm cũng chả khác gì nhau. Theo như tính toán, Bảo sẽ chuyển đối tượng, không nhắm đến thằng Báu là người em cuối cùng còn lại. Bởi vì cho đến nay, muốn để dì Sọt hoạt động trơn tru, Bảo vẫn cần Báu có mặt. Báu sẽ thay Bảo xử lý những vấn đề với chính quyền, là ô dù che chở các hoạt động phi pháp trong dì Sọt. Loại bỏ thằng Báu trong lúc này là một nước đi sai lầm. Vì thế Bảo chuyển đối tượng, ông Phú, bố của mình. Trong trường hợp những đứa em của Bảo không còn, vợ con chưa có, thì vẫn có khả năng tài sản sẽ thuộc về ông bà Phú. Nhưng nếu như ông bà Phú cũng ra người thiên cổ thì nghiễm nhiên mọi thứ sẽ rơi vào trong tay của Bảo. Tất cả nhà cửa, đất đai, tài sản, dì Sọt, gia tài sẽ thuộc về Bảo Tất, là của Bảo Tất. Đó chính là nguyên nhân Bảo dặn Báu đi dò hỏi thông tin về mấy ngôi mộ trong khu mồ hoang. Báu chưa kể cho ai thì chính Bảo đã gọi ông Phú ra sau nhà, tiết lộ những chi tiết giận người về ngôi mả cuối cùng mà anh em Bảo đã khai quật. Thật ra lúc biết thông tin về nấm mồ hoang, chính Bảo cũng dùng mình, là một cái mả hủy, thảo nào quanh quan tài quấn đầy xích sắt. Chắc là người xưa không muốn vong hồn mang đầy oán niệm của phú ông nọ thoát ra. Nhưng chính vì sự ghê gớm ấy, nó đã xoáy sâu vào mặc cảm tội lỗi trong lòng của ông Phú, khiến ông không chú ý đến chén nước tối hôm đó Bảo đưa cho. Trong chén nước cuối cùng mà ông Phú uống, có ma túy đã được hòa tan. Chính là cái thứ ma túy gây ảo giác mạnh mà thằng Bối đã sử dụng ngay trước khi chết. Thứ thuốc độc chết người đó có thể tạo lên những ảo mộng mê say, nhưng cũng có thể đẩy con người ta vào chỗ chết. Chỉ cần lựa chọn đúng chất xúc tác và những chi tiết ám thị. Sau bữa cơm, Bảo rời khỏi nhà để tạo chứng cớ ngoại phạm. Nhưng hắn không đến dì Sọt mà nửa đường quay lại phục ở trong vườn. Đúng như dự đoán, đến gần nửa đêm, ông Phú khật khưỡng đi ra. Đứng giữa sân nhà, ông ngẩn ngơ cứ như người trong cõi mộng. Bước đi những bước ngơ ngơ ngẩn ngẩn, để rồi Bảo chớp lấy thời cơ khi ông già đến gần miệng giếng. Hắn không đẩy ông xuống mà bế thẳng ông lên để bố mình đứng ở trên miệng giếng. Trước khi hụt chân, ngã lộn xuống dưới. Ông già đã giật mình choàng tỉnh trong giây phút ấy. Ông đã bám vịn tay vào thành gạch. Ông nhận ra, chính đứa con ông đã bao công sinh thành dưỡng dục, đã mang hết tiền của giao cho. Chính đứa con ấy là kẻ mặt người giả thú. Chính nó chứ không ai khác vào đây. Bấu tay lên thành giếng, sống chết như chỉ mảnh treo chuông. Nhưng trái với nỗi lo của Bảo, ông Phú không gào thét, chu chéo, không một lời trách than. Bởi ông biết rằng ông phải chịu cảnh này là do ông gây ra. Ông đã gieo nhân ác thì chẳng thể nào gặt được quả lành. Những đồng tiền vốn không tanh mùi máu, chẳng qua tiền bị dơ bẩn bởi những tay người, những cánh tay như của ông, của các con ông. Chính ông đã gật đầu với Báu, chính ông đã thuyết phục các con quật mồ người ta để làm mộ giả trong ruộng nhà mình. Thì bây giờ ông sẽ phải chịu trách nhiệm, chịu cái quả đắng mà ông đã gieo hạt. Khi trước Bảo hãi hùng toan gỡ tay xuống, định dìm ông, ông Phú đã chủ động buông tay để cho thân xác của ông chìm trong làn nước lạnh. Trong đôi mắt của Bảo sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên được cái nhìn ai oán đau đớn và cái lắc đầu tuyệt vọng của ông. Bố rơi ở trong giếng, nhưng Bảo vẫn không yên tâm ra khỏi nhà. Gã quay lại trốn ở trong vườn, sợ rằng ông Phú sẽ sống mà trèo ra
cho đến khi Bảo thấy Báu lật đật ra khỏi buồng, thấy Báu đứng ở trên miệng giếng, thấy thằng em cứ lầm bầm đứng nói chuyện một mình. Lúc đó Bảo mới thấy sợ, bởi hắn nghe được Báu nói chuyện với ai. Bảo đã nghe thấy em mình nói chuyện với ông Phú. Sau cái chết của chồng, bà Phú trở thành người tâm thần điên loạn. Xét về các yếu tố pháp luật thì mẹ của Bảo lúc này có thể coi như là một người mất khả năng làm chủ hành vi. Dĩ nhiên là bà cũng chẳng thể nào nhận được một trinh một cắc gia sản nếu như Báu chết. Thế nhưng Báu tạm thời vẫn chưa thể chết. Bảo muốn Báu phải làm tròn trọng trách bảo kê, phải tạo ra những đường dây từ trên xuống dưới, những cái vòi bạch tuộc lan ra từ xã lên đến huyện. Khi ấy Bảo mới an toàn để ở lại nơi đây. Đó cũng chính là lý do mà ngay trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp của Báu, Bảo đã thẳng tay ném đống giấy tờ chuyển nhượng cơ sở kinh doanh cho em mà không đòi hỏi gì ngoài số tiền góp vốn ban đầu. Màn kịch ấy đã thuyết phục không chỉ Báu mà cả những người có mặt trong trụ sở ủy ban ngày hôm ấy. Tất cả mọi người đều biết Bảo không mặn mà gì với dì Sọt Thiên Thai. Đây là một cái vỏ bọc hoàn hảo cho một cái bẫy chết người. Câu hỏi của tay công an tên Tuấn vẫn cứ văng vẳng trong đầu của Báu. Ai sẽ là người có lợi nhất lúc này nếu như anh chết? Báu nghĩ đến tất cả những khả năng có thể xảy ra, những kẻ thù mà gia đình hắn có, nhưng không bao giờ Báu lại ngờ tới con người ấy. Đau đớn thay, một giọt máu đào nhưng lại chính là giọt máu tanh. Kẻ dễ dàng đâm dao vào lưng mình luôn là kẻ mà mình giang tay che chở. Một người như Báu thừa đủ thông minh để hiểu được ai sẽ là kẻ có lợi nhất lúc này nếu như Báu chết. Báu tự nhiên thấy toàn thân bại hoại, tranh đấu để làm gì? Vinh thân phì ra cũng còn tác dụng gì? Phải chăng đây là quả báo mà ông trời trút xuống gia đình hắn? Liệu có phải là do trời, do những thế lực vô hình sai khiến hay không? Hay chỉ đơn giản là những đồng tiền máu, những đồng tiền tanh tưởi và dơ bẩn nhầy nhụa trong xác người? Con quả biết thả sỏi vào lọ để uống nước, con khỉ biết lấy que để móc kiến để ăn. Nhưng chẳng có loài vật nào trong xã hội này lại có thể nghĩ ra tiền, một vật ngang giá chung để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Và cũng chẳng có loài vật nào trên đời lại bị sai khiến bởi chính những thứ mà chúng đã tạo ra. Con người đã nghĩ ra tiền bạc, nhưng con người lại chịu sự chi phối của đồng tiền. Vậy đồng tiền xấu hay là con người dơ bẩn? Báu nhìn vào trong két, những đồng tiền vô tri rất có thể là vô năng đang nằm đó lặng lẽ im lìm. Báu nhìn vào màn hình máy tính phát trực tiếp những thước phim quay được ở trong camera an ninh. Ở đó con người đủ các thể loại, người đang hôn hít, người đang tay bắt mặt mừng, kẻ đang bày mưu tính kế, đang dối gạt lẫn nhau. Báu trút ra khỏi ngực một tiếng thở dài. Mọi thứ đã tỏ tường. Gã nhìn kỹ một mảnh giấy để ở trên bàn, rồi nhấc điện thoại. Alo, anh Tuấn à? Tôi, Báu đây. Chiếc xe gắn đèn cảnh sát chậm chậm ra ngoài khu rì sọt, không còi hú, không đèn nháy, không có công an ùn ùn kéo vào. Chỉ có Báu lững thững ngồi ở trong xe, được áp giải bởi hai người cảnh sát. Sau đó vài ngày, dì Sọt Thiên Thai một lần nữa ngưng hoạt động, lần này có thể là vĩnh viễn. Ngồi xem tin tức trên TV, Bảo sững người há mồm kinh ngạc. Hắn cũng quên mất rằng Báu chưa hề nhận bàn giao cơ sở kinh doanh. Chủ sở hữu của dì Sọt Thiên Thai vẫn là Bảo. Báu chỉ nhận quản lý trên danh nghĩa như một người em. Như thế cũng đủ để cung cấp cho cơ quan chức năng những đường dây ăn chơi gái gú cần sa, bóng cười và cả ma túy. Những vòi bạch tuộc sớm muộn gì cũng bị bóc trần. Báu sẽ trở thành con tin của lực lượng chức năng. Ăn án thì có thể, nhưng ít nhất là vẫn an toàn. Nhưng điều đó có nghĩa là bây giờ mọi mũi điều tra của cảnh sát đều đang nhắm về phía Bảo. Bảo điên cuồng bối rối. Hắn nào đâu có thể nghĩ được thằng em mình nó lại chơi bài cùn là báo cảnh sát. Nuốt khan nước bọt, Bảo vội vã chạy ra ngân hàng, toàn rút hết số tiền trong tài khoản. Nhưng thiên bất dung gian, tài khoản đã đóng băng, tiền coi như chết cứng.
Nhìn lên nhìn xuống, chỉ còn vài triệu bạc phòng thân và một ít vòng cổ, đồng hồ. Bảo vội vàng đem đi bán để mong kiếm thêm tiền chạy trốn khỏi đây. Từ một ông chủ có tiếng tăm, sau một đêm tất cả đều mất hết. Bảo khoác ba lô, đội nón lụp sụp che trên đầu, lầm lũi nhảy lên một chiếc xe khách đi về hướng biên giới. Chiếc xe lăn bánh chừng một tiếng thì đường bắt đầu hiểm trở khó đi hơn trước. Lộ trình từ huyện này đến Lào Cai ước chừng 400 cây số và cũng chỉ có vài tuyến đường chính. Một đường đi qua Vĩnh Phúc, đường khác đi sang Mạn Sơn Tây, bắt đầu vào đường 70 để lên Lào Cai. Để thuận lợi cho bản thân, Bảo đã cố tình chọn chiếc xe đi theo lộ trình ngắn nhất để tiết kiệm thời gian, nhưng đổi lại là chấp nhận đường xấu. Xe sóc nảy lên xuống như người ta đảo cơm rang. Tài xế thì cứ ì ạch bò đi với tốc độ trung bình, không cao không thấp. Lại được tài xế cứ liên tục đảo vô lăng, lách lé né những ổ gà, ổ voi. Đến một con đèo trời đã tối. Con đường tỉnh lộ thì không đèn đóm. Ban đêm đường đèo sâu hun hút, sơn lam trướng khí từ sâm sẩm tối đã răng đầy. Cho đến khi chiếc xe ấy đến nơi thì đã là nửa đêm. Cả con đường độc đạo chỉ duy nhất có ánh sáng đèn xe này rọi xuống. Những làn sương trắng lãng đãng trôi, bị ánh đèn pha chiếu vào, càng làm cho không gian nhuốm màu u tịch, dễ khiến người ta liên tưởng đến cảnh âm u trong những bộ phim kinh dị. Ở trên xe, cả Bảo và hành khách đều vật vã thiếp đi. Không ai còn tỉnh táo, để ý thấy Bảo vừa ngủ vừa giật mình ú ớ, gào thét trong kinh sợ. Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Một vài người hành khách ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Nhiều người bị tiếng phanh xe bất ngờ đánh thức. Họ nhổm dậy nhìn Bảo đầy kinh ngạc. Hắn đã tỉnh ngủ, hắn nốt khan nước bọt. Hai mắt của hắn bần thần kinh hãi nhìn đau đớn ra ngoài cửa. Ông tài xế gắt: "Này, mày còn gào thét nữa là ông tống cổ mẹ mày xuống xe đấy nhá." Bảo câm bặt, hắn cúi đầu cố giấu ánh mắt kinh hãi sau cái mụ lưỡi chai, đè tay lên ngực để trấn tĩnh trái tim đang thắt lại. Bởi lẽ khi cái xe đang lù đù leo lên dốc thì bất chợt trong màn sương trắng mịt mù, Bảo trông thấy in trên cửa kính xe đối diện với mình là ba gương mặt vô cùng quen thuộc, là Bối, Bỏ và ông Phú. Đúng ra khi nhìn thấy như vậy, Bảo phải nhắm mắt tránh đi, nhưng không hiểu có một mãnh lực vô hình nào thôi thúc, khiến cho hắn ú ớ á khẩu trợn mắt. Cho đến khi Bảo thấy một làn gió lạnh thổi ùa vào xe, xe vẫn đi, mà ba bóng người kia tự bao giờ đã vào được bên trong, ngồi sát ngay cạnh Bảo. Hắn gào lên trong kinh sợ. Cho đến khi bị vài người xung quanh đánh thức, Bảo mới biết hóa ra mình mơ. Trên xe chẳng có ma, ở bên ngoài cũng thế, chỉ có màn sương mờ đục theo gió đang cuộn vào bao trùm lấy một góc của cái xe, khiến cho bao nhiêu người bỗng rùng mình vì lạnh. Cố xua đi những ý nghĩ rùng rợn vừa hiện ra trong tâm trí, phía sau Bảo có mấy người khách vẫn len lén nhìn hắn, nhưng họ không dám nói gì. Họ không dám ngủ nữa, nhưng cứ chằm chằm hướng mắt về phía Bảo nghi hoặc. Trên xe chỉ còn lại tiếng thuyết minh giọng miền Nam cho một bộ phim võ hiệp Hồng Kông phát ra từ cái đầu đĩa VCD cũ kỹ. Đa phần những người còn lại trên xe đã ngủ, họ tựa đầu vào thành ghế hoặc là không cửa sổ, mặc kệ cho chiếc xe rung lắc. Những người khác thì chăm chăm ngước mắt lên cái màn hình TV bé tí teo để xem phim, giết thì giờ. Cái xe như một con trâu sắt khổng lồ cứ lù đù lao đi trong màn sương lạnh của miền Sơn Cước. Con đèo bị bỏ lại phía sau từ lâu, nhưng những hình ảnh rùng rợn lạ thường vẫn cứ ám lấy Bảo, càng lúc càng kinh sợ. Xe đến địa phận huyện Mù Cang Chải, một huyện miền núi cuối cùng của tỉnh Yên Bái. Cứ đi dọc theo quốc lộ 32 cắt ngang qua là sẽ sang đất Lai Châu, với tiếp giáp chính là huyện Than Uyên, một huyện có diện tích địa lý không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ. Đi hết huyện, ngược lên phía bắc sẽ tới phía sau lưng, nghĩa là bên kia của dãy Hoàng Liên Sơn. Cái xe đi thêm một quãng nữa thì Bảo mệt mỏi thiếp đi. Chẳng biết gã ngủ được bao lâu, nhưng khi mở mắt ra thì trời còn chưa sáng.
màn đêm u tịch bao trùm lấy không gian khiến cho Bảo chẳng biết rõ mình và cái xe đã đi đến chỗ nào. Gã cúi đầu xuống, định nghỉ ngơi thêm một chút nữa, vì ước lượng thời gian bây giờ cũng đã sắp lên đến Lào Cai. Thế nhưng vừa cúi đầu cụp mi, từ dư quang nơi khóe mắt, Bảo nhận ra cuối xe có mấy bóng người quen thuộc. Gã kinh hãi co rúm người, toàn thân của gã run lên bần bật. Bảo mở to đôi mắt như không thể tin nổi vào thị giác của mình, bởi vì nghĩ là mình vẫn còn đang ngủ. Thế nhưng không, quả tình ở cuối xe, ba cái bóng kia từ bao giờ đã lù lù xuất hiện. Ông Phú, thằng Bở và thằng Bối. Những vong hồn mà Bảo đã nhẫn tâm hại chết chỉ vì lòng tham không đáy. Ba người, hai người là anh em, một người là bố đẻ, bị Bảo đã ra tay hại chết. Thế nhưng họ chỉ ngồi đó nhìn Bảo bằng con mắt tuyệt vọng và sầu oán, không ai nói gì. Bảo ú ớ, ngơ ngác, toàn thân bất động. Chẳng lẽ hắn lại sắp sửa hóa điên giống như Bảo Phú? Nghĩ đến mẹ, Bảo không thấy xót xa. Hắn chỉ thấy thoáng hiện lên trong đầu mình là kế hoạch sẽ dành cho bà sau khi Bảo xuống tay giết nốt thằng em còn lại. Bảo sẽ cho Bảo Phú uống thuốc ngủ, sẽ từ từ cho đến khi bà chết. Lúc ấy coi như là Bảo nhẹ nợ. Hắn đã đi đến tột đỉnh của dã tâm. Cái thú tính mà chỉ của riêng loài người mới có là thú tính của con người. Đấy không phải là một bản năng, bởi bản năng của con thú là chỉ để thỏa mãn cùng lắm ba bậc tháp của nhu cầu. Nhưng con người thì không. Ăn no mặc ấm rồi thì sẽ nghĩ đến ăn ngon mặc đẹp, nhu cầu vẫn tăng, lòng tham sân si vì vậy càng ngày càng phình to, càng nở rộ, cho đến một ngày nó nuốt hết cả lương tri, nó ăn mòn đi đạo đức, nó vùi dập tất cả lý trí, để thay vào đó bằng một khối óc đã chứa đựng sự dã man, chính là Bảo bây giờ. Và Bảo đã không thể vãn hồi. Hắn sợ hãi đến ngây người. Toàn thân của hắn lún vào chiếc ghế. Tay của Bảo muốn thò ra vịn ghế đứng lên, nhưng cả người cứ như thể bị dính như keo, không tài nào cử động được. Bên tai của Bảo có tiếng cười rùng rợn, chói tai như ai đó đang lấy rồi đục vào màn nghĩ. Gã ú ớ muốn hét lên, chỉ là âm thanh cứ tắc lại trong cuống họng. Bảo run rẩy quay mặt nhìn lại những người đang say ngủ xung quanh để cầu cứu. Thế nhưng ghê gớm thay, tất cả bọn họ bây giờ đang mở mắt nhìn chừng chừng, ánh mắt vô hồn xoáy sâu vào Bảo. Bảo lạnh buốt cả người, như thể lạc vào giữa một rừng toàn là vong linh, tử khí trùng điệp. Này, này, đến bến rồi, xuống xe đi. Vừa nói anh phụ xe vừa lay lay Bảo, nhưng hắn không trả lời. Cứ thế cứ cứng đờ, đổ gục xuống sàn xe trước sự kinh ngạc của biết bao nhiêu hành khách. Cái chết của Bảo đến tai báu khi hắn đang tiến hành những ngày đầu tiên của giai đoạn tạm giam để điều tra về đường dây ăn hối lộ, ma túy, gái gọi và cờ bạc. Ngần ấy tội lỗi đều xuất phát từ số tiền đền bù và mấy ngôi mộ giả. Báu nhìn lên song sắt. Ngoài trời nắng vẫn trong, có tiếng chim vui vẻ hót, nhưng chẳng thể nào rót vào tai báu niềm hân hoan vui sướng. Dẫu vậy, báu vẫn bằng lòng. Hắn hiểu, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, lưới trời lồng lộng chẳng bỏ sót ai. Ba người anh em đã chết của báu cũng chỉ trả nghiệp cho chính tội lỗi của chúng khi còn tại thế mà thôi. Báu cũng vậy. Hắn chỉ mong rằng là hắn còn thời gian, còn cơ hội để về báo hiếu cho người mẹ già. Tâm thần bấn loạn, bởi vì báu biết năm khung ảnh thờ, bây giờ vẫn còn một khung ảnh để trống. Hết chuyện.
Kính thưa quý vị và các bạn, một cái cú quay xe cực kỳ bất ngờ. Cực kỳ bất ngờ của tác giả. Đối với tác giả Lê Tuấn Vũ thì khi mình đọc truyện mình đã có cái tâm lý, mình đã có cái tâm lý chuẩn bị cho những cái cú quay xe, nhưng mà chưa một lần nào, thật sự là anh Tuấn chưa một lần nào anh đoán đúng cả. Anh vẫn đi theo cái hướng là có bóng ma hồn quỷ. Nhưng mà cái điều đáng sợ hơn đó là con người. Đúng không? Đó là con người. Cho đến cuối cùng thì chúng ta vẫn chỉ mơ hồ thấy là cái ma quỷ đó có thể là có, nhưng có thể là không. Trong câu chuyện này đó các bạn, đến những phút cuối cùng, những cái thứ ám ảnh thằng Bảo đó, nó cũng có thể là có và có thể là không. Nhưng mà chắc chắn là cái con ma con quỷ ở trong con người thì nó quá rõ ràng rồi. Bảo nó đã trở thành con ma con quỷ, nó quá rõ rồi đó. Nó vạch ra âm mưu tận tình, tỉ mỉ, chi tiết cặn kẽ, từ việc giết các em mình cho đến là giết cả bố. Cuối cùng thì nó còn tính đến cái mức là để đảm bảo nếu như không có cái sự chơi cồn của ông Báu, đó là báo công an đó, tự thú với công an, thì có lẽ là Bảo nó còn tính đến cả việc là giữ lại ông Báu để làm vai trò con rối. Nó tính kỹ đến như thế đó. Chỉ có điều là Báu thì đã tỉnh ra kịp trước khi quá muộn. Thật ra thì cũng muộn rồi, nhưng mà gọi là trước khi không thể cứu vãn được nữa, thì Báu đã tự thú với cảnh sát, với cơ quan điều tra. Và chính vì vậy thế nên là nó đã phá vỡ mọi tất cả những cái sắp xếp của ông Bảo. Chứ còn nếu mà mọi thứ nó vẫn cứ bình thường thì phải nói rằng là những cái âm mưu của ông Bảo nó quá là cặn kẽ, quá là chi tiết, không hề có một cái sự sơ hở nào cả. Tất cả đều đổ dồn hết về cho cái sự ma quỷ tâm linh thôi. Đó. Tác giả Lê Tuấn Vũ muốn truyền tải tới chúng ta đó, có một cái câu anh rất là thích: đồng tiền vốn dĩ nó không tanh. Đó. Chỉ có điều là những bàn tay của con người chạm vào đồng tiền, nó tanh, nó bật. Anh rất là thích cái câu này, cái quan điểm này. Thì đúng thật là như vậy thôi. Chỉ có là con người nó mới làm cho tất cả mọi thứ nó vặn vẹo đi. Từ cái lòng tham của con người thì nó mới đẩy cái sự việc nó thành ra như thế, đúng không ạ? Từ Báu, rồi bản chất trong chính những người nhà Báu, những người anh em và cả ông già cũng như vậy. Cái bà già cũng thế, tức là họ trong một nhà thì họ phải biết, và họ đã để cho nhau làm điều đó, thì tức là xuất phát từ cái tham thôi. Từ cái hạt đắng thì sẽ gieo ra quả chua, quả chát, quả độc, thế thôi. Thì đó là cái thông điệp cuối cùng của tác giả Lê Tuấn Vũ. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ đã cung cấp tác quyền cho anh Tuấn diễn đọc bộ truyện này. Và bật mí với anh chị em là tôi đang ôm rất nhiều chuyện của tác giả Lê Tuấn Vũ. Tôi với chị biên tập đã bảo rồi, chuyện của bạn ấy thì auto duyệt rồi. Thế nên là bạn ấy cứ gửi chuyện là lấy thôi. Tôi ôm rất là nhiều, anh chị em cứ yên tâm. Dần dần tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.